Ngày 12 tháng 3 tại Hà Nội, Hội Lữ hành Hà Nội, Câu lạc bộ Du lịch Bền vững VGreen và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam tổ chức lễ ký kết hợp tác hướng tới xây dựng những sản phẩm du lịch khác biệt trên cơ sở phát triển du lịch bền vững. Đây là hoạt động nhằm khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thông qua thúc đẩy du lịch nội địa. Chương trình có sự tham gia của đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Sở Du lịch một số tỉnh thành và các đơn vị lữ hành. Đây là sự kiện mở ra hàng loạt các chương trình du lịch lịch sử với mục đích đưa ra các giải pháp xây dựng và phát triển các sản phẩm chất lượng cao và bền vững từ nền tảng văn hóa lịch sử trong hoàn cảnh dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc. Sự hợp tác giữa các bên nhằm triển khai theo định hướng phát triển du lịch, hiện thực hóa những ý tưởng và thực hiện được những mong đợi về đa dạng sản phẩm du lịch dựa vào giá trị lịch sử. Các bên sẽ phối hợp thực hiện và cung cấp các dịch vụ du lịch, kết nối với các địa phương khác, đồng thời lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa tới du khách và người dân.